Tử vi về ngày 28 tháng 1 âm lịch Mậu Ngọ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, những kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 28 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hành thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật được những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 28 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 28 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 11 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân và tuổi Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tuất thành hỏa cục. Xung Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Bính Tý và Giáp Tý. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp đền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra, còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng hay khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 28 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 28 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp mậu dương thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để có thể giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, các gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. May mắn trong ngày
có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh. Đây là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn các thần quốc ấn chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường cũng sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ hãy nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn nữa. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc. Công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. May mắn còn có các thần tướng tinh chiếu mệnh. Đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy, trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Khuyên những gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải những thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công hơn. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu Dương Thổ là chính tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Khuyên gia chủ tuổi Mão hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh những va chạm và đụng độ không đáng có. Tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày Mậu Tuất, tuổi Thìn có các thần là Thái Cực. Đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Mậu Dương Thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra những phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Trong ngày còn có các tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Vậy nên thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc lẫn cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ.
Ngọ Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. May mắn còn có các thần tướng tinh chiếu mệnh. Đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Tuy nhiên, còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhờ vả liên quan đến giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai cả. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Mậu Dương Thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày Mậu Tuất, tuổi Mùi có Thiên Ất quý nhân và Thái Cực đóng mệnh. Đây là một ngôi sao may mắn, nếu có được ngôi sao này chiếu mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngoài ra tuổi Mùi cũng sẽ cần chú ý ngày này có kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Mậu Dương Thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Không những vậy, còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Trong thời điểm này, những người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kệ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Mậu Dương Thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu để cho công việc được hành thông, mọi điều đều gặp may mắn trong năm. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. May mắn còn có cát tinh, tướng tinh và thái cực chiếu mệnh. Đây đều là những cát tinh chủ về tài lộc, may mắn. Gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa. Ý chỉ thái tuế đo đến hướng những người phạm tuổi Tuất tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn,
tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngoài ra, trong thời điểm này, gia chủ Tuổi Hợi luôn mang kim bài Thái Tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 28 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức về phong thủy chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.